Bạn nào mà mang ốc chứ không có xa lạ với món này ha. Ốc móng tay xào mì gói rau muống. Độ ngon thì khỏi bàn rồi ha. Bên cạnh đó ốc móng tay rất là giàu giá trị dinh dưỡng nữa nè. Protein nè, sắt nè, đặc biệt hàm lượng vitamin B12 với lại omega 3 tương đối nhiều nha. Cho nên là góp phần rất tích cực trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh như là Alzheimer nè, Parkinson nè, các vấn đề thoái hóa của hệ thần kinh nè. Ngon là vậy, bổ dưỡng là vậy, cho nên là món này là cần phải kiên nhẫn á nha. Thì sao kiên nhẫn á, thì nhìn tôi làm là biết nè. Nếu như đối với các loại sò thì mình có thể ngâm nước để cho nó nhả cát, nhả sình để cho nó sạch á. Còn riêng đối với con ốc móng tay nè thì tôi đã thử qua rất nhiều cách luôn mọi người. Nhưng tôi thấy nó không có thể nào sạch hoàn toàn được. Mà đôi khi mình ăn trúng một hai con mà còn cát sạn thôi là mình cũng khó chịu nữa. Cho nên là dù hơi mất công với lại nó cũng bớt đẹp đi thiệt. Nhưng mà mỗi lần ăn con này á, tôi đều dùng dao nè, mổ bụng ra, xong rồi moi toàn bộ nội tạng của nó ra bỏ, rửa lại sạch sẽ, rồi mới bắt đầu chế biến nha. Bữa nay đi mua ốc móng tay mà đi chợ chiều nè mọi người, cho nên á, là dạo hết cái chợ luôn á. Gặp mấy bà này là tươi nhất rồi á, nhưng mà kiểu tôi cũng không có được ưng ý lắm nha. Ốc móng tay này tôi thích mua sống hoàn toàn hà. Còn cái này có mấy bà bị ngoẻo rồi, nhưng mà không sao, thịt nó vẫn còn rất tươi nha. Nhưng mà để yên tâm hơn á, thì trước khi bắt đầu sơ chế á, tôi sẽ trụng nó sơ qua nước sôi nha. Cái này mình làm dưới vòi nước chảy á, thì nó sẽ dễ với lại nó nhanh hơn nha. Lấy dao nhỏ với lại bén nha mọi người. Cái dao của tôi cũng không có được bén lắm nè, thôi cũng đỡ hơn hồi nãy lấy cái dao bạ chà bứ rồi đưa vô mổ không được luôn. Do mình đã trụng sôi với nước sơ rồi á, cho nên mình có thể tách cái phần thịt của nó ra khỏi vỏ luôn nha. Một chút nữa xào mì rau muống á, là gấp ăn luôn, khỏi cần bỏ vỏ nữa. Mỗi lần tôi ăn món này mà ai để nguyên cái vỏ cho tôi ăn á, là tôi không có thích đâu. Ốc móng tay bữa nay cũng khá là bự ha mọi người. Tôi mua hơn ký 3, ký 4 lận á. Quy mô thì có 2 người ăn à, không biết sao mà chiến cho hết nổi đây. Thôi thì món này cũng đầy đủ đạm nè, là protein á, với lại chất xơ, các loại vitamin khoáng trong rau muống đâu nè. Rồi thêm chút nữa mình có bơ nữa nha, chất béo á. Rồi thêm tinh bột từ mì gói nữa. Đầy đủ dinh dưỡng rồi ha. Thôi mình ăn trừ cơm luôn nha. Lâu lâu bạn nào chén cơm á, thì thôi đừng có thèm phở nữa. Ăn ốc móng tay xào mì rau muống chung với tôi đi. Nhưng mà một lưu ý hết sức quan trọng nha mọi người. Làm cái món này là mình phải rủ bạn, rủ bè, kiểu như là phải rủ người trợ giúp mình vậy á. Làm cho nó nhanh nè, chứ ngồi mà mò mò làm một mình là cũng hơi lâu á. Nói quá lên đi cho mấy bà đây sợ không dám mua về làm món này luôn đi à. Nói vậy chứ cũng nhanh lắm mọi người ơi. Chịu khó làm bước này một chút đi. Lát nữa ăn là ngon lành cành đào luôn, chứ không có bị bực bội gì dai chúng cát chúng sạn nè. Khỏi cần gỡ vỏ luôn chứ. Bao ngon mà không có bị mất hứng giữa đường luôn nè. Sau một hồi làm bạn với vòi nước và con dao thì cũng được thành quả nhiêu đây rồi nha mọi người. Lúc sau tôi làm ẩu quá, nó đứt ra còn cái đầu không à. Trước khi làm thì nghĩ thấy cũng ít toàn vỏ không chứ có gì đâu, mà làm xong rồi mới thấy nhiều lắm luôn á mọi người. Cái vỏ móng tay này kiểu nó cũng mỏng te hà, cho nên là thấy vậy chứ bỏ không có quá nhiều ha. Rau muống thì tôi sử dụng là rau muống cộng thôi, không có lấy lá nha. Nhưng mà không có cần mọi người đi ra chợ mua rau muống rồi về lặt lá ra bỏ đâu nha. Người ta có bán sẵn cho mình cái rau muống toàn cộng không vậy nè. Ra chợ vớt dạng bó rồi bắt đầu xào ăn thoải mái rồi. Tôi cắt bỏ bớt một phần gốc của nó để cho ăn nó được ngon, nó giòn hơn nha. Chứ gốc già ăn dai nhách à mấy bà ơi. Nhìn như vậy mấy bà đừng tưởng tôi xạo xạo làm sang nha. Bữa nay hết trơn mì gói rồi còn có cái mì ly à. Bấm bụng lấy đại luôn chứ sao giờ tiếc cái ly với cái muỗng nhựa ghê luôn á. Nhưng mà khoảng cái khỏi rửa cái tô nha. Rồi nguyên liệu chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ mình xào nha mọi người. Cho một cái chảo lên bếp nè, cái chảo bự bự đi chút nữa sơ trở cho nó dễ ha. Xong rồi mình cho bơ vô nè, đợi cho bơ nó tan chảy. Bơ này mọi người để trong tủ lạnh á. Bây giờ cắt ra một cục thải vô cái chảo, cái tưởng đâu là động đất không luôn á. Nó cứng ngắc như cục đá luôn á mọi người. Rồi đợi cho bơ nó tan chảy hết á, thì mình bỏ tỏi băm vô mình phi cho thơm nha. Món này mình cho bơ cho tỏi nhiều cho thơm nha. Bữa nay tôi được tài trợ đôi đũa bếp nè mọi người. Cái đôi đũa dài thần kỳ, đứng xa 1 mét cũng xào được luôn nha. Cái này mà mấy lúc chiên cá đồ á là khỏi sợ văng ha. Ừ khỏi sợ chứ chiên cá là nó văng tới 2 mét lần bà ơi, đứng đâu mà né được.
Đợi cho tỏi nó hơi vàng á thì mình đổ ống móng tay vô nha. Cái khúc này thiệt như tấu hài luôn á, đổ ống móng tay vô mà tưởng đâu đổ bánh in không à, nó chín nguyên cái khuôn luôn á. Ống móng tay bị tôi trộn chín sẵn mấy chục phần trăm rồi, bây giờ mình không có cần nấu quá lâu đâu ha mọi người. Tôi nêm nếm gia vị vô đây cho nó thấm. Cái này thì tùy khẩu vị ha, nhưng mà tôi sẽ cho vô đây á là một muỗng nước tương nè, một muỗng đường với lại á nửa muỗng bột ngọt. Xong rồi xào qua đảo lại rồi mình cho rau muống vô luôn nha. Rau muống bỏ vô thì xào hai cái thôi, bắt đầu mình cho mì vô mình trộn luôn nha. Tại vì rau muống nó dễ chín lắm mọi người, không có cần xào quá lâu đâu. Cái chảo này chẳng những cái lòng của nó chống dính nó trơn á, mà cái đít chảo nó cũng trơn luôn nha mọi người. Xong một cái là muốn bay cái chảo xuống đất luôn á, cho nên là tôi phải lấy cái nồi nhắc tôi vịn cái quai nó lại nè. Sau khi mà bỏ mì vô rồi thì không thể nào quên là bỏ tương ớt vô nha mọi người. Tương ớt này thì cũng tùy khẩu vị của mình thôi, mình ăn được cay nhiều thì mình bỏ nhiều, mình ăn được cay ít thì mình bỏ ít nha. Xong rồi mình cho vô đây thêm nửa muỗng nước mắm nữa ha. Tại vì món này tôi không có nêm muối nha, cho có một chút nước tương à, nó không có đủ độ mặn đâu, cho nên tôi nêm thêm nửa muỗng nước mắm nữa để cho cái vị của nó được đậm đà hơn. Với lại dùng nước mắm thì cái mùi của nó sẽ thơm, sẽ ngon hơn nha. Như hồi nãy tôi có nói rồi đó, bạn nào thích nhiều tương ớt thì có thể bỏ tiếp tục nha, còn tôi thì thích nè cho nên bỏ tiếp tục ha. Xong rồi đảo qua đảo lại hai cái cho nó đều là ra dĩa được rồi nè. Món này bạn nào mà muốn cho cái cọng rau muống của mình này cũng như cọng mì nó được bóng bẩy hơn á, đẹp mắt hơn á, thì mình nên sử dụng thêm dầu ăn nha. Tại vì tôi thấy xài bơ không á thì nó không có được bóng bằng khi mà mình dùng thêm dầu ăn á. Còn tôi thì thấy nhiều bơ đó là chắc đủ chất béo cho tôi mập rồi đó, không có dám bỏ thêm nha. Rồi thì khúc này trang trí tùy ý gia chủ ha. Tôi bỏ thêm mấy lát ớt mà sắc cũng lười biếng nữa, sắc như là bữa củi, bữa cột gì á. Cà chua bi thì cái dĩa này có 4 góc, tôi cho 4 miếng ha. Có thể chuẩn bị thêm nước chấm tùy ý mình nha, có thể là nước tương nè, hoặc là muối ớt xanh, muối tiêu chanh đều được ha. Bữa nay tôi chuẩn bị thêm muối tiêu tắc á mọi người, để mà chấm ống móng tay thôi. Chứ cái vị của rau muống với là mì thì tôi nghĩ là vừa ăn rồi. Có bà ống móng tay này nè, bà không có được thấm bằng mì á. Tôi thấy chấm thêm như vậy á là nó sẽ đậm đà, nó ngon hơn nè. Mời mọi người nha. Món nào nhiều thì mình ăn món đó trước ha. Bữa nay ốc móng tay tôi thấy là nó muốn nhiều hơn mì với rau muống luôn á. Ốc móng tay thì chắc tôi khỏi nói mọi người cũng đoán được rồi ha. Thịt ốc rất là giòn luôn nè. Thơm của bơ, của tỏi, rồi thêm chấm vô cái muối tiêu chanh nữa, rất là hợp luôn á mọi người. Để thử tiếp cọng mì nha, mì cũng rất là vừa ăn luôn, không có bị mềm rụt nha, vẫn còn giữ được độ dai nè, rau muống thì cũng giòn luôn. Thường thì khi mà xào mì chay á, Trang thường sử dụng luôn cái gói bột nêm của mì để xào. Nhưng mà riêng á, xào mì mặn á, thì Trang ít khi sử dụng lắm. Tại vì có khi á, mì nó vị này, vị kia, vị chua cay này kia á. Rồi mình nêm vô á, nó sẽ làm mất cái vị mà mình mong muốn á mọi người. Thử thách ăn hết dĩa ốc móng tay xào mì rau muống trong vòng 20 phút bắt đầu. Thấy vậy chứ không có quá nhiều nhưng mà cũng không có hề ít luôn nha. Cả rau, cả ốc, cả mì, cả cà chua này tôi thấy chắc cũng hơn ký á. Hơn ký là ký mốt hay ký chín bà, chắc ký rưỡi quá lận lận á. Mà sức người thì có giới thiệu nha, cho nên là thôi ăn nửa dĩa được rồi. Ốc rất là giòn mà thịt cũng rất là ngọt luôn nha mọi người. Ăn chung với lại rau muống với mì nữa quá là hợp luôn á. Không cần ra hàng quán cũng có món ốc ngon nha. Món này làm cũng đơn giản mà lại ngon nữa. Mọi người vào bếp cùng Trang nha. Chào mọi người, tôi là Trang nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nhưng mà nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ cũng như là theo dõi những video tiếp theo của tôi nha.